Chào mừng các em đến với bộ môn Mỹ thuật 8, bộ sách Chân trời sáng tạo, bản 1. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề Mỹ thuật trong cuộc sống, bài 14, tranh áp phích. Về yêu cầu cần đạt, sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ nêu được giá trị của các hình ảnh có tính tượng trưng, tính biểu tượng và cách sử dụng chữ, hình, màu trong tranh áp phích. Học sinh tạo được tranh áp phích về chủ đề văn hóa, xã hội. Học sinh vận dụng được kiến thức kỹ năng của bài học để vẽ được tranh áp phích với các chủ đề khác nhau. Và học sinh chia sẻ với người thân, bạn bè về trách nhiệm đối với các vấn đề văn hóa, xã hội được tuyên truyền, cổ động. Về các nội dung chính của bài học. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu 5 phần chính sau đây. 1. Quan sát nhận thức về tranh áp phích. 2. Cách tạo tranh áp phích. 3. Vẽ tranh áp phích chủ đề văn hóa, xã hội. 4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và 5. Tìm hiểu một số thể loại tranh áp phích được áp dụng trong cuộc sống. Sau đây, xin mời các em tìm hiểu những nội dung chi tiết. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 14 tranh áp phích. Phần 1. Quan sát nhận thức về tranh áp phích. Trong phần này, các em quan sát một số các bức tranh áp phích, sau đó suy nghĩ, trả lời các câu hỏi liên quan như sau. Chúng ta chú ý thảo luận theo các nhóm ở một số nội dung như: các tranh áp phích thể hiện những nội dung thông tin gì? Bao gồm những lĩnh vực nào? Các em có nhận xét gì về màu sắc hình ảnh của tranh áp phích? Các em nhận xét thêm về tỷ lệ giữa hình và chữ, xem tỷ lệ nào nhiều hơn. Và tranh áp phích được trưng bày ở những đâu? Chúng ta quan sát thật kỹ một số các hình ảnh sau và trả lời các câu hỏi theo nhóm nhé. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời theo các nhóm, chúng ta có thể nhận thấy rằng tranh áp phích thường được đặt ở những nơi công cộng hoặc in trên các ấn phẩm để tuyên truyền cho các sự kiện văn hóa, xã hội.
hoặc giới thiệu quảng cáo các sản phẩm. Do đó, hình ảnh thường mang tính chất biểu tượng, hình tượng, khái quát, để dễ nhận biết. Chữ viết rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, màu sắc gây ấn tượng và thu hút thị giác. Chúng ta chuyển qua phần 2, cách tạo tranh affix. Các em quan sát, theo dõi các hình ảnh sau đây và trả lời câu hỏi. Để tạo tranh affix, ta làm theo các bước nào? Các em cùng quan sát thật kỹ các hình ảnh minh họa trên nhé. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời, chúng ta có thể thấy rằng để tạo được tranh affix, chúng ta tiến hành theo các bước cơ bản chính sau đây. Bước 1, vẽ phác hình để xác định bố cục của tranh affix. Bước 2, vẽ nét, hình và chữ. Bước 3, vẽ màu. Và bước 4, kẻ chữ và hoàn thiện sản phẩm. Để giúp các em dễ hình dung về cách tạo tranh affix, mời các em tham khảo video sau đây. Thank you.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng kết hợp hình ảnh có tính tượng trưng, biểu tượng với màu sắc ấn tượng và kiểu chữ dễ nhận biết, chúng ta có thể tạo được tranh áp phích. Chúng ta cùng chuyển qua phần 3, phần thực hành vẽ tranh áp phích với chủ đề văn hóa, xã hội. Ở phần này, chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập. Em hãy vẽ một tranh áp phích theo ý thích với chủ đề văn hóa, xã hội. Trước khi các em làm bài, chúng ta cùng nhau suy nghĩ một số các nội dung cho phù hợp với chủ đề văn hóa xã hội nhé. Ví dụ chủ đề phòng chống tác hại của thuốc lá, ma túy, vấn đề bảo vệ môi trường, tuyên truyền về vấn đề học tập hay đại đoàn kết dân tộc, vân vân. Các em lựa chọn các kiểu chữ làm sao cho phù hợp với tranh của mình. Ví dụ chữ in hoa nét đều, chữ thường nét đều. Các em cũng có thể lựa chọn bố cục và màu sắc cho phù hợp với nội dung các em yêu thích. Sau đây xin mời các em tham khảo một số sản phẩm của các bạn học sinh. Các em chú ý theo dõi nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 4, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Sau khi các em hoàn thành xong bài tập của mình, chúng ta cùng trưng bày và chia sẻ theo các gợi ý như sau. Trong số các bức tranh được trưng bày, em ấn tượng những bức tranh nào nhất? Em hãy chia sẻ về cách lựa chọn hình ảnh và màu sắc trong tranh áp phích của mình. Em có nhận xét gì về tỷ lệ chữ và hình trong các bức tranh áp phích? Và để tranh áp phích được đẹp, có ý nghĩa và có tác dụng tuyên truyền, theo em cần điều chỉnh thêm những gì? Và em hãy kể tên một số các thể loại tranh áp phích mà em biết trong thực tế. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ trên một cách tích cực và chịu khó nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 5, tìm hiểu một số thể loại tranh áp phích được áp dụng trong cuộc sống. Ở phần này, các em hãy quan sát một số clip sau đây, sau đó chia sẻ suy nghĩ của mình theo các câu hỏi sau. Em hãy kể tên một số thể loại tranh áp phích được áp dụng và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Tranh áp phích thường được đặt ở những nơi công cộng hoặc in trên các ấn phẩm để tuyên truyền cho các sự kiện văn hóa, xã hội hoặc giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm. Do đó, hình ảnh thường mang tính chất biểu tượng, hình tượng, khái quát, dễ nhận biết. Chữ viết rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, màu sắc cũng tạo ấn tượng và thu hút thị giác. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Để chuẩn bị tốt bài học sau, các em về nhà đọc trước bài, khái quát về một số ngành nghề mỹ thuật liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Các em chuẩn bị giấy vẽ, chì, tẩy, màu, các tranh ảnh về các ngành nghề mỹ thuật tạo hình. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký và để lại những lời bình luận ở phía dưới nội dung video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các nội dung bài học sau. Chào các em.